Để có một ly cà phê hay ly trà chất lượng, bạn có biết điều gì là cần thiết nhất không? Đối với mình, đó là nguồn nước sạch tinh khiết để chúng ta pha chế những món đồ uống yêu thích. Chính vì vậy, mình đã lựa chọn em máy lọc nước RO Ultra Pure Sunhow 10 lõi SHA 76620KL với 3 chế độ nước, nóng, lạnh, RO hiện đại. Chỉ với thao tác vặn đóng đơn giản, mình đã có thể chuyển đổi từ nước nóng sang lạnh mà không phải chờ đợi. Trong đó, nước có thể nóng đến 85 độ C, lạnh ở 6 độ C. Đặc biệt, nước được làm lạnh bằng công nghệ Black 360 độ, là một công nghệ mới hiện nay và được nhà Sunhow bảo hành đến 5 năm. Máy lọc nước Sunhow SHA 76620KL có đến 10 lõi lọc, giúp loại bỏ sạch bụi bẩn, cặn bã có trong nước, bổ sung thêm lượng khoáng chất vừa đủ, cần thiết cho sức khỏe, giúp mình yên tâm hơn khi pha những món đồ uống yêu thích. Nếu bạn là người thích thưởng thức những loại đồ uống khác nhau, thì hãy sắm ngay một em máy lọc nước Sunhow SHA 76620KL ngay nhé!